Dạ, xin uh, chào tất cả các anh chị chào tất cả mọi người thế thì uh, xin uh, giới thiệu với những ai mà chưa biết ấy, thì tôi là vũ quang thệ và nghề của tôi là nghề đầu tư hiện nay tôi đang làm quản lý một công ty quản lý quỹ và đang quản lý hai cái quỹ đầu tư chủ yếu ở trên bà và thị trường việt nam thế thì làm nghề đầu tư nhưng mà chị thanh chị cũng uh, cũng, cũng cũng như chị đã biết đấy là 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 cũng là cái nghề đi là ngồi hội đồng quản trị thế nhưng cái nghề đầu tư là cái nghề mà mình làm chính thì báo cáo cho anh chị một cái câu chuyện là như thế này nghề đầu tư không chỉ làm tài chính thôi nhé và bọn tôi cũng rất là quan tâm đến các vấn đề liên quan đến ESG theo một trong những việc đầu tiên mà khi bọn tôi sau khi mà lướt qua con số tài chính xem nó có hấp dẫn không nên là bao giờ tôi giờ cà phê ép ra tôi đọc về hội đồng quản trị xem xem là background các vị là như nào từ đâu mà ra tích lũy thế nào đã làm ở đâu kinh nghiệm thế nào quan hệ của họ như thế nào Đấy. và quan trọng nhất ấy, nói thật với các anh các chị tôi nhìn luôn vào cái thành viên hội đồng quản trị độc lập có độc lập thật không quan hệ như thế nào quen nhau ra sao tại sao họ ngồi đây bởi vì danh tiếng của những thành viên hội đồng quản trị độc lập vô cùng quan trọng với bọn tôi tôi chỉ đơn cử như này nếu các anh giả sử các anh các chị đang đầu tư vào một công ty bỗng nhiên một ngày đẹp trời hội đồng quản trị ra một quyết định đầu tư 2 phần 3 tài sản của mình vào Myanmar và một dự án ở Myanmar ta sẽ quyết định thế nào ta bán đi đúng không làm sao mà ta kiểm soát được tài sản của ta 2 phần 3 tài sản ta biết tận Myanmar xong rồi đi vài ngày sau mới phát hiện rằng là cái thật tài sản tại Myanmar đấy không thể bán được không thể mang về Việt Nam được thì chúng ta sẽ nghĩ thế nào thôi chỉ ví dụ thôi, thôi hay một ngày đẹp trời khác đã phát hiện ra hội đồng quản trị ra một cái nghị quyết là quyết định phát hành trái phiếu với con số rất lớn và nếu mà cộng toàn bộ trái phiếu của doanh nghiệp vào ấy, nó lên đến khoảng độ 3 lần rưỡi toàn bộ tổng vốn của công ty và cái trái phiếu đấy rất lớn đấy thời hạn này chỉ có 12 tháng thôi với một cái lãi suất cỡ cao hơn lãi suất mà chúng ta phải đi huy động rất nhiều thì chúng ta phải đặt câu hỏi một có thể khẩu vị rủi ro của cái hội đồng quản trị rất cao rất cao Hai, tiếng nói của Chủ tịch Hội đồng Quản trị đấy là rất dominant. Và tôi rất mong muốn là tìm kiếm một Hội đồng Quản trị đâu đó le lói lên một cái tiếng nói đặt câu hỏi. Này, đặt câu hỏi là tại sao ta làm thế? Hoặc là ta làm thế để làm gì? Thu lại được cái gì? Vân vân và vân vân. Đấy chính là những cái mà những nhà đầu tư bọn tôi rất mong muốn. Thôi đấy là chuyện lớn, bây giờ tôi chỉ ví dụ một chuyện nhỏ. Cũng lại một công ty, cũng vào một ngày không đẹp trời lắm anh chủ tịch hội đồng quản trị quyết định là vay 17 tỷ để mua cái xe cho anh đi okay. và hội đồng quản trị suýt nữa thông qua nếu như tôi không 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 gọi điện tôi tôi hỏi luôn là công ty có cái quy chế liên quan sử dụng xe không rất đơn giản đấy ta chưa có và chưa có thì ban hành ban hành thì phải nghiên cứu xem các công ty khác thế nào và cuối cùng họ cũng ban hành thật và đưa ra một quyết định là chủ tịch hội đồng quản trị được đi xe đến mức 6 tỷ phó chủ tịch đến mức 5 tỷ tổng đốc đến mức 4 tỷ ok và anh chủ tịch anh vẫn quyết định mua cái 17 tỷ thì tôi bảo là thôi bây giờ này công ty chi 6 tỷ còn lại là 11 tỷ anh cứ đi vay bình ngoài anh mua cũng được không sao cả nhưng mà cái tiền đấy là tiền của cá nhân anh chứ không phải tiền của công ty và các anh chỉ những cái trường hợp lạm dụng chi phí của công ty cho gia đình và cho cá nhân ở trong các công ty niêm yết rất nhiều. Đâu đó chúng tôi rất cần tiếng nói của ai đó khách quan hơn, độc lập hơn, nói lên cái tiếng nói của những cổ đông khác. Bởi vì dù họ đang là lãnh đạo, dù họ có chiếm đến 80% công ty, nhưng đâu đó vẫn còn 20% những người khác đang bị lạm dụng. Đấy chính là câu chuyện của tôi. Và hôm nay tôi tiếp tục kể câu chuyện đấy. Báo cáo anh chị lúc nay chị yeah, Cầm Chi chị nói đây nhưng mà tác giả cái này là của Dr. Hiền nhé, không phải của tôi kia Dr. Hiền kia đấy. Luận bàn rất hay. Thường là luận bàn nó có thể làm cái tập dày cơ. Thì hôm nay ta cứ uh, gọi là làm lạng bàn ừ. vậy. Thế thì cái vấn đề của ngày hôm nay chúng ta sẽ chúng ta có chừng có khoảng độ 60 phút nhưng tôi chia làm hai phần, phần đầu tôi sẽ trình bày một số những suy nghĩ của tôi, quan điểm của tôi và bởi vì ngày hôm nay chúng ta rất may mắn là có thêm chị dung anh hiếu và chị liên nữa là những người rất nhiều kinh nghiệm trong cái mảng này để chúng ta cùng thảo luận với nhau vì sao lại cần cái tính độc lập của hội đồng quản trị tôi không hỏi tính độc lập của thành viên hội đồng quản trị nha tôi hỏi tính độc lập của hội đồng quản trị nếu chúng ta hiểu được cái tính độc lập của hội đồng quản trị chúng ta sẽ hiểu ngay được cái tính độc lập của thành viên hội đồng quản trị chúng ta kỳ vọng gì ở họ và làm nào để thu hút được họ chị dung có thể trả lời cái câu hỏi này chị dung đang 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 recruit được hai thành viên hội đồng quản trị độc lập rất là rất là sáng giá chúng ta sẽ phải hỏi chị ấy. đúng không ạ thế thì các anh các chị nhớ rồi đúng không pháp luật về các công ty đại chúng có những yêu cầu rất khắt khe và rất là cụ thể về thành viên hội đồng quản trị độc lập luôn Điều 276 của Nghị định 155 là yêu cầu là phải một thành viên hội đồng quản trị cho những hội đồng quản trị đến 5 người phải có hai cho những hội đồng quản trị đến 8 người và phải có ít nhất là ba cho những hội đồng quản trị đến 11 người và nếu không thì là cái điều khoảng 6 điều 15 của nghị định 156 là phạt và báo cáo các cái chị là năm ngoái là ủy ban chứng khoán ra một loạt các quy định về phạt rồi đấy 125 triệu cho những công ty nào mà chưa chưa có ý chị liên sẽ trả lời ra nhiều hơn đúng không và rất nhiều công ty đang gặp khó khăn các anh chị này. Thế thì bây giờ chúng ta lại trở lại cái vấn đề về rất là nguyên tắc, rất là cơ bản. Vì sao chúng ta lại cần hội đồng quản trị vậy? Báo cáo các anh các chị là chúng tôi, những cái người mà như chị Thanh, nhà ngạn, chị Dung, nhà ngạn, đã từng sống ở cái thời kỳ chẳng có hội đồng quản trị luôn. <laughs> Thực sự, không có hội đồng quản trị luôn. Anh Hiếu ấy cười vì cái luật luật doanh nghiệp 90 cũng có Mãi đến cái luật coi như là 99 mới có cái. Đúng, toàn xin là nó đúng. Thế thì chúng ta sẽ tìm xem fundamentally tại sao cần hội đồng quản trị. Và vì sao từ đó chúng ta sẽ thấy là vì sao chúng ta cần cái tính độc lập của hội đồng quản trị. Và vì sao lại cần cái thành viên không đồng lập, à, xin lỗi không điều hành mà thành viên độc lập. Dạ. Rồi. Rồi nếu về cái một cái khái niệm rất nền tảng về quản trị công ty chắc hôm nay các anh các chị nghe nhiều rồi tôi đi rất nhanh thôi là cái vấn đề liên quan đến thuyết đại diện chúng ta bây giờ cứ giả định nhé tôi ra mở một công ty công ty tư nhân do tôi làm chủ và tôi làm lãnh đạo tôi quản lý công ty luôn và rất 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 may là công ty ít người là tôi đi mua vật tư tôi tự mua luôn không có vấn đề gì xảy ra cả hoặc việc đây đang xảy ra ở hàng trăm ngàn doanh nghiệp Việt Nam đúng không không cần gì cả không cần ai giám sát giám sát cả tôi là chủ tôi quản lý và tôi đi mua vật tư tôi mang hóa đơn về cho họ cho kế toán thanh toán thế nào? nhưng mà đến một ngày là cái công ty lớn lên tôi vẫn là chủ tôi vẫn là là người quản lý nhưng tôi thuê cái anh trưởng phòng vật tư đi mua vật tư là lúc này bắt đầu có câu hỏi rồi đúng không là lúc này tôi yêu cầu làm nào để cái những cái chiết khấu những cái hoa hồng nó về công ty chứ không phải về anh kia tôi làm thế nào để đảm bảo việc đấy thì tôi phải có giám sát giám sát bằng các quy chế giám sát bằng các, các các quy định này và tổ chức tổ chức thì tôi sẽ yêu cầu kế toán là phải có ba cái trào hàng rồi là phải có cái bộ phận kiểm tra giám sát vân vân và vân vân nhưng mà đến một ngày doanh nghiệp nó lớn đến cái mức mà tôi là chủ mà tôi không trực tiếp điều hành nữa thì quay trở lại là tôi phải giám sát luôn cái anh giám đốc luôn đúng không Vậy thì làm thế nào để giám sát được anh giám đốc báo cáo các anh các chị? Lúc này là chúng ta sẽ thấy là rất nhiều những mâu thuẫn nó nảy nảy ra. Để, để xem cái này là có cái đèn không nhỉ? À đây. Lúc này là cổ đông là tôi đã tách ra rồi. Ban điều hành là không phải là tôi nữa cũng tách ra rồi. Và tôi cần một cái người mà đại diện cho tôi. Mà lúc này chính là đại hội đồng quản trị. nếu mà ở Việt Nam thì tốt nhớ tôi đầu tư sang Campuchia, tôi đầu tư sang Lào thì sao? đúng không? Thì tôi rất cần một cái hội đồng quản trị nó tách rời ra khỏi ban điều hành. Và làm thế nào đấy để người ta người ta trung thực, người ta thận trọng và người ta tận tụy với công ty, đại diện cho tôi. Mà. Đấy, và các anh các chị để ý đây như này, cái quản trị công ty về corporate governance ấy, nó chỉ xuất hiện khi có sự tách bạch giữa chủ sở hữu và giữa chủ sở hữu với người đại diện và giữa ngày diện với cái bên ban điều hành thôi và đây chính là cái cơ bản nhất của lý thuyết đại diện nếu mà ai muốn tìm hiểu sâu hơn về lý thuyết này gặp Dr. Hiền Người rất giỏi về cái mảng này Thế thì khi và những cái ba cái nhóm này này liên tục khác nhau về mục tiêu Về điều kiện tiếp cận thông tin Về cách thức xử lý vấn đề Về quyền lợi, về rủi ro và mức độ ưu tiên khác nhau dẫn đến là gì luôn luôn có mâu thuẫn và càng anh chị ạ à, ai cứ nói rằng là ban điều hành có mục tiêu cùng với cổ đông là nói dối ban điều hành mục tiêu quan trọng nhất của họ là gì báo cả các anh chị thu nhập họ đi làm thuê mà cứ trả lương thấp xem kiểu gì cũng cầu nhau cũng khó chịu rồi đói xin nghỉ việc chứ không phải là họ trung thành với công ty đâu ban điều hành còn thêm gì nữa họ muốn gì nữa họ muốn quyền lực Họ muốn làm cái gì mà không ai phải giám sát Họ muốn có những mối quan hệ cho những mối quan hệ của họ Đấy chính là ban điều hành Hội đồng quản trị thì gì? Làm thế nào đấy mà cứ hưởng lương hội đồng quản trị mà không phải làm gì đúng không? Mặc dù là đại diện ấy Báo cáo các anh chị là chủ của công ty ấy, Là rất khổ nhưng không hề sung sướng đi nào đấy. Cổ đông ở đây là rất khổ Luôn luôn có mâu thuẫn và cái mục tiêu của cổ đông nhé, mục tiêu ngắn hạn thì là lợi nhuận. Đôi khi có thể là nếu như mình trả cho cái ban điều hành này theo KPI thì lúc đấy là cái lợi ích của mình có thể song hành với lợi ích của ban điều hành. Nhưng mà nếu như lợi là cái lợi ích của mình là dài hạn là mình phát triển bền vững thì chưa chắc đã đồng hành với ban điều hành đâu. Bởi vì sao? Bởi vì rất nhiều những cái quyết định của ban điều hành đôi khi chỉ phục vụ cho những KPI hiện tại thôi chứ không phải là KPI 3 năm tới họ không quan tâm và báo các anh chị nếu ai nhớ là còn chúng ta VIOD đã mời một cái giáo sư người Singapore thôi nhưng đã từng giảng dạy Harvard về nói chuyện với chúng ta về một cái đề tài mà bây giờ đang trở nên rất nóng làm thế nào đấy để có thể align cái thu nhập của CEO với lại các KPI về ESG KPI về lợi nhuận KPI về về cổ phiếu KPI về doanh thu dễ đúng không? kể cả KPI về khách hàng KPI về khác cũng dễ nhưng KPI ESG không hề dễ thế nào làm thế nào đấy để mình trả lương cho hội đợi cho cho ban giám đốc theo những KPI có cả những KPI về ESG đấy tôi chỉ ví dụ ấy thôi thế thì luôn luôn có những cái mâu thuẫn đấy và những cái mâu thuẫn này nó không chỉ là cổ đông với lại hội đồng quản trị và không chỉ giữa hội đồng quản trị với ban điều hành mà còn giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ giữa người đầu tư và ngân hàng tức là người cho vay giữa chủ chủ của cổ phiếu và chủ của bon đều có những mâu thuẫn cả và để giải quyết hài hòa những cái mâu thuẫn này chính là những cái quy chế những cái vấn đề của quản trị công ty Đấy. Thì, uh, xin phép được đi nhanh cái slide này thôi bởi vì là anh hiếu chị hiền là những người giỏi hơn tôi rất nhiều trong cái mảng này thế bây giờ nếu như hội đồng quản trị là đại diện của các cổ đông thì nhiệm vụ của họ là gì vậy? chắc anh Hiếu đã nói cái này rồi đúng không? nếu mà rất là nhiều tôi chỉ xin canh cái chị cùng nhớ thôi thôi là có hai cái nhiệm vụ rất là cơ bản, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu đó là gì định hướng chiến lược chỉ ra đâu có tiền để cho hội đồng là cho cho ban điều hành đến đấy mà làm đúng không? cái thứ hai nữa là gì cái vai trò thứ hai là vai trò giám sát và giải trình và để thực hiện cả hai cái vai trò này thì phụ thuộc cực kỳ nhiều vào cái cơ cấu tổ chức và cái năng lực của các thành viên hội đồng quản trị. Và đặc biệt là ngày hôm nay chúng ta phải quan tâm đến cái vai trò giám sát và giải trình này để làm được cái giám sát giải trình phải có tính độc lập. Và các anh chị như thế, nếu không có không làm được. Khẳng định là không thể giám sát được nếu như không có tính độc lập. Rồi. Thế thì trong cái cuốn xanh xanh hôm nay có không nhỉ? Em có phát không? À rồi, Đó là cái bộ nguyên tắc về quản trị công ty đại chúng mà chúng ta đã có trong tay ấy. có 10 cái nguyên tắc thôi, không có gì nhiều anh chị có thể đếm trên lòng bàn tay được. 10 cái nguyên tắc. Và cái nguyên tắc thứ ba là gì? Đảm bảo cái vai trò lãnh đạo hiệu quả và tính độc lập của hội đồng quản trị. Thế và hội đồng quản trị phải nỗ lực đưa ra những quyết định độc lập, khách quan về tất cả các vấn đề và các anh chị đây là một cái vai trò vô cùng quan trọng của Hội đồng quản trị. Thế và ở trong cái trong cái nguyên tắc này ấy, nó có rất nhiều cái vấn đề trong thực tiễn. Ví dụ như là cái nguyên tắc đầu tiên 3.1 hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đang vi phạm. Và các anh chị là khi được bầu vào hội đồng quản trị ấy, thì bao giờ không phải có ai đó đề cử. Thế và cái người cái người hội đồng quản trị đấy đôi khi nhé còn bảo vệ cái lợi ích cho người đề cử mình thôi. Người đề cử mình có thể là doanh nghiệp nhà nước, có thể là đơn vị quản lý vốn nhà nước, có thể là cổ đông lớn hoặc một nhóm cổ đông nhỏ và họ cứ nghĩ rằng họ, họ đại diện cho cái nhóm cổ đông đấy báo cáo anh chị không phải khi đã ngồi vào hội đồng quản trị thì phải đại diện cho tất cả các cổ đông và đặt lợi ích của công ty lên trên hết đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng và chắc anh Hiếu đã nói cái này 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 rồi đúng không 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 quan tâm đến cái gọi là cái người mà đề cử mình nữa nhưng mà báo cáo các anh chị là tôi gặp rất nhiều cách đây chỉ có một không nhớ hai khoảng hai tuần có một cái đơn vị nhà nước cổ phần hóa rồi đang là cái mô hình mẹ con công ty mẹ là công ty nhà nước chín công ty con là công ty đã niêm yết và khoảng độ sáu công ty nữa đang đang cổ phần hóa và họ cũng hỏi tôi rất nhiều về vai trò của thành viên hội đồng quản trị độc lập thế nhưng cái băn khoăn của họ là gì dám nào tuyển được người để ủng hộ ý kiến của chúng tôi thật mà thật sự là như thế để bảo vệ cái lợi ích của chúng tôi chứ không phải bảo vệ lợi ích của đâu và họ nói thật luôn như thế luôn thực tế đúng không thế và cái nguyên tắc thứ hai nữa là gì là cái cái cuốn xanh xanh của chúng ta là yêu cầu ít nhất là phần ba là độc lập và cái nguyên tắc nữa là gì là cần phải đảm bảo đủ cái tiêu chuẩn đủ cái năng lực cần thiết để đóng góp cho hội đồng quản trị. Ngày hôm nay chúng ta không có nhiều thời gian để nói cái mục 3 nhưng đây cũng là một đề tài rất hay và hôm qua Dr. Hiền cũng gợi ý tôi là cái cái chủ đề thành viên hội đồng quản trị độc lập có khi làm thành nhiều tập việc. Rồi. Bây giờ quay trở lại là như thế này. Chúng ta nhìn thấy cái hình tròn ở trên này, đúng không ạ? Đây là hội đồng quản trị. Không phải vô cớ tôi là hình tròn đâu nha. Ai 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 giúp tôi không? Và bên dưới chúng ta là ban điều hành và chúng ta nhìn thấy cái kim tự tháp vẫn thường thấy, nó là hình tam giác. Báo cáo anh chị là hình tròn Có nghĩa là gì? Là hội đồng quản trị ra quyết định Mang tính tập thể Cái này rất hay nhé Cái này rất hay vì một công ty Liêm biết rất lớn trong 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 trên thị trường Tôi một lần có cái thư ký thư ký quản trị công ty đến nói chuyện với chúng tôi là công ty đang rất muốn xây dựng một cái hệ thống KPI để đánh giá thành viên hội đồng quản trị chắc chúng ta ở đây rất ít chúng ta có cái môn đấy trong cái trong cái chương trình đào tạo này thế nhưng mà chúng ta lại rất ít công ty đã làm được cái hệ thống đánh giá thành viên hội đồng quản trị thế thì KPI là như thế nào và nó đánh giá như thế nào khi mà cái trách nhiệm của họ là trách nhiệm tập thể hay đấy nhá cũng làm đề tài hay nhá chúng ta sẽ dành thời gian nói được sau cái đấy sau Đúng không thế thì cái lý do tôi để hình tròn nó là trách nhiệm tập thể thế và cái bên dưới là hình tam giác bởi vì là sao là là một cái cơ chế một thủ trưởng một người ra quyết định và những cái bên bên bên, bên dưới là các đơn vị coi như là tham mưu đúng không? Bộ phận này bộ phận kia và một cái một cái vạch rất mảnh nếu các anh chị nhìn thấy đó là chia chia cắt hội đồng quản trị ở ban điều hành ở cái chỗ là gì? Trên cái hội đồng quản trị này cái quan hệ của các thành viên hội đồng quản trị với công ty là quan hệ luật doanh nghiệp và luật chứng khoán. Quan hệ của các thành viên của ban điều hành ở đây. Ấy, với công ty là quan hệ của luật lao động khác nhau nhé không cùng một đâu và cái này chị Thành thanh có thể nói rất nhiều chi phí của chỗ này ấy, là đâu được tính vào chi phí của công ty đâu khác đấy thôi nhưng mà ở chúng ta với các anh chị chúng ta tôi tôi lại cần lúc nãy anh hiếu anh con nói cái gọi là tiếng việt đang phát triển và cẩn thận không nhầm lẫn đó là gì ở bên trên này bên trên cái vạch này là vấn đề về quản trị công ty và bên dưới cái vạch này là vấn đề về quản trị điều hành nghe hơi là lá nhau nhỉ? và các anh chị là tiếng anh của cái chữ này nó là corporate governance ở phía bên dưới này là là corporate management corporate management là các vấn đề liên quan đến chiến lược cần tài chính nhân sự vân 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 cái vấn đề bên trên này là các vấn đề liên quan đến cơ cấu của hội đồng quản trị các quyết định của hội đồng quản trị và mối quan hệ của, của hội đồng của công ty với lại cổ đông và các bên liên quan khác nhau và trong 3 ngày các anh các chị là chúng ta học về vấn đề này. Rồi biết là có bị lố ra <laughs> không không có đồng hồ để nhìn xin lỗi các anh chị thế thì thành viên hội đồng thành viên điều hành chiếm đa số nếu trong cái mô hình này nó sẽ như thế nào và các anh chị là họ rất là nhiều như thế hiểu biết ngành nghề hiểu biết lẫn nhau nhiều khi gài bẫy được đúng không thu nhập gắn liền kết cả kinh doanh rồi tiết kiệm chi phí tiết kiệm thời gian thế nhưng mà cái nhược điểm của cái mô hình mà nhiều thành viên điều hành và các anh chị là gì là một là giới hạn quan điểm của hội đồng quản trị vào những cái ngành nghề rất nhiều những cuộc họp là xa đà và sự vụ giải quyết những vấn đề điều hành chứ không phải giải quyết những vấn đề về quản trị đúng không và tầm nhìn chiến lược thì đôi khi bị hạn chế rất hẹp đây là một cái một cái một cái vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ cái thứ hai là thiếu những cái năng lực quản vị trí quản trị thiếu những cái những cái, những cái kiến thức quản trị khác thế thì nó nhiều lắm bởi vì đôi khi là trong ban điều hành như chỉ là hiểu về sản xuất là chính thôi Đấy, còn rất nhiều các vấn đề bên ngoài rủi ro rồi tuân thủ rồi huy động vốn rồi vân 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 và báo cáo các anh chị là quyền lợi của bộ tôi đã đầu tư vào một công ty cách đây 10 năm và phải tìm mọi cách thoát ra được ngay sau khi mà họ ra quyết định công ty năm đấy là rất lãi 400 tỷ họ chi 100 tỷ cho trả cổ tức rất tốt đúng không chi 100 tỷ nữa để làm coi lợi nhuận để lại để tăng vốn phát, đầu tư phát triển 200 tỷ họ quyết định 60 tỷ thưởng cho cán bộ ông nhân viên rất tốt luôn 140 tỷ quyết định thưởng cho ban điều hành và ban điều hành là ai là 7 người ngồi trong hội đồng quản trị luôn tức là hội đồng quản trị là 7 người ngồi luôn ở đây và 7 người chính là 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 chủ là, là chủ tịch kiếp tổng giám đốc cộng với lại 6 thành viên hội đồng quản trị là 6 ông phó tổng giám đốc không ai question một tí nào về cái quyết định 140 tỷ chia cho 7 người ấy cả. Và các anh chị cách đây 10 năm, 20 tỷ thưởng một năm làm con số rất lớn. Rất lớn. Và vì sao? Quyền lợi họ gắn với đấy. Không ai question, không ai nói gì. Cả. Và chuyện đấy là rất đơn giản. Nhiều chỗ đã xảy ra. Rồi. Thế thì khi mà có thành viên hội đồng quản trị độc lập thì sao? Bổ sung được kiến thức quyền môn. Đúng không? Kinh nghiệm góc nhìn. Tính độc lập, tính khách quan, tính công bằng, tính minh bạch được tăng lên. Khó cái gì? Mất thời gian. Phải thuyết phục phải nói chuyện, phải cho ông thời gian ông hiểu ngành, tốn kém hơn về tiền bạc, không dễ. Chưa kể là còn lạ lẫm nhau về tấm lòng nữa, chưa 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 ăn với nhau bữa nào thành ra là ngại. Đấy. Rồi, vậy thì tính độc lập của thành viên hội đồng quản trị trong khóa này chắc anh Hiếu cũng sẽ nói, nó phải độc lập về mối quan hệ nhân thân, độc lập về mối quan hệ sở hữu, độc lập về mối quan hệ lao động, độc lập về mối quan hệ kinh tế và độc lập về thông tin báo cáo nữa đảm bảo cho tôi năm điều đấy thì lúc đấy sẽ là độc lập. Chứ công ty mẹ cử công ty con này sang công ty con khác ngồi vân 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 rất nhiều thứ. Đấy. Vậy thì chúng ta mong chờ gì họ? Và cả các anh chị mong chờ thì cũng rất là nhiều. Đúng không? Thế nhưng có cái là chúng ta có gì? Giúp cho tăng được cái khả năng hành động tốt nhất vì lợi ích của tất cả các cổ đông và tăng được cái tính giám sát lên, đấy là cái mà mình mong. Thế thì họ đến từ đâu vậy? và các anh chị là như này ở các công ty mỹ công ty anh những hội đồng quản trị là thường họ rất chọn những học giả những nhà nghiên cứu những tư vấn những chuyên gia những doanh nhân về hưu những cái chính khách để ngồi lớn tuổi họ tham gia hội đồng quản trị và chính những người đấy họ chia sẻ kinh nghiệm cho lớp trẻ các anh chị sự hiểu biết tầm nhìn công việc và báo cáo các anh chị là cái danh tiếng của họ đôi khi là làm tăng cái danh tiếng của công ty này. và bọn tôi là những nhà đầu tư tổ chức thường xuyên nhìn vào đấy nếu những thành viên hội đồng quản trị mà có uy tín là bọn tôi tin tưởng rất tin tưởng bởi vì sao tôi tin là những cái người có kiến thức có trình độ có kinh nghiệm và có danh dự họ sẽ ra những quyết định tốt hơn đấy. thế thì à, ở Việt Nam bắt đầu có rồi nhiều rồi đúng không ở đây chúng ta đã có rồi chị Dung tí sẽ kể cho mọi người về những câu chuyện của mình đúng không? thế và VIUD cũng thế cũng đã tổ chức được khóa này là khóa thứ 23 rồi cũng đã đề cỡ 600 người tốt nghiệp rồi gần 600 người tốt nghiệp rồi cũng thành một cái network các anh các chị cũng network đi đúng không thế rồi chưa kể nhé chưa kể là ví dụ như đi của chị Thanh cách đây 10 năm chắc chỉ 300 người rồi đúng không bây giờ lên hàng nghìn 1.300 mỗi năm chị tuyển mới 300 400 200, 200. chị cho nghỉ khoảng trăm rưỡi thật mà không thật đấy trăm rưỡi tất nhiên có một tỷ lệ nhất định là tự nguyện xin nghỉ một tỷ lệ nhất định là bị đuổi nhưng mà ngay cả trăm rưỡi cứ một năm xem mười năm cả nghìn rưỡi mà không phải mình chỉ đi loi bốn công ty kpmg pwc đều tương tự như thế thì mỗi một năm nhé khoảng độ 500 người gia nhập thị trường ở đâu đó nếu những ai đó có 10 năm kinh nghiệm hoàn toàn thể tham gia cùng chúng ta được chứ không phải không chưa kể các công ty luật các công ty tư vấn khác nữa đấy cũng là một cái nguồn rất tốt Thế và các anh chị là rất may là tôi ngồi ở BIOD và rất nhiều các quỹ anh em ở quỹ nước ngoài họ đến, họ tìm bọn tôi và đề nghị giới thiệu các thành viên hội đồng quản trị độc lập. Và có rồi đấy, có một anh quỹ anh đến cảm ơn mình luôn đấy. đúng không? <laughs> rồi, đây là con số mà chị Cẩm Chi có nói đến và các anh chị mới có 25% trong số cái 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 population được 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 khảo sát thôi là có thành viên hội đồng quản trị độc lập đủ 1 phần 3 tí chị linh sẽ trả lời câu này đúng không chưa kể nhé là nếu mà chủ tịch mà độc lập thì còn ít nữa có hai mấy phần trăm rất ít thôi bây giờ chúng ta sẽ 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 dành thời gian nhiều hơn cho những câu hỏi thực tế đúng không báo cáo các anh chị đây cũng là một cái slide mà tôi chắc là chị thành cũng thích đúng không cái yêu cầu pháp luật, ấy, những cái yêu cầu của luật doanh nghiệp, luật chứng khoán, rồi nghị định 155, nghị định 05 về kiểm toán À, nội bộ cái thông tư 96 vân vân chỉ là những cái tối thiểu ngay cả đọc cái cuốn xanh xanh này của chúng ta này xong so với cuốn so với cuốn tương tự của cái nước không hề phát triển hơn Việt Nam nhé Philippines thôi họ cũng tiến bộ hơn chúng ta mặc dù đây cái cuốn này của chúng ta vẫn đang là gọi là cẩm nang đấy nhưng mà so với khu vực nó chưa phải là quá tiến bộ đâu chứ đừng nói so với thế giới thành ra cái thông lệ tốt đấy là cố gắng là gì ít nhất thôi được cái cuốn này 10 nguyên tắc quản trị sau đó nếu làm tốt rồi ấy, thì có cái thông lệ tốt của OECD, của IFC, của Hồng Kông, Singapore khá tiến bộ, anh chị trong khu vực là khá tiến bộ. Rồi, tôi xin kết thúc cái phần trình bày tôi ở đây. Đã, cảm ơn tất cả các anh em.